đấy cũng vẫn phải làm các bạn ạ. Các bạn ơi, cảng biển này là tiếng Trung gọi là chuyến chân nhí cảng đó các bạn ạ. Các bạn ơi, hứa hẹn một cảng biển rất chi là tuyệt vời nha. Nếu có dịp các bạn hãy tới đây nha. Ở xung quanh cảng biển này bây giờ đang xây dựng rất nhiều nhà máy đông lạnh và đang xây dựng một chợ cá theo kiểu Nhật Bản các bạn ạ. Sắp sửa hoàn thành rồi, khi nào mà hoàn thành mình sẽ quay lên cho các bạn coi. Các bạn ơi, những chiếc máy cẩu và những chiếc xà lan đang đào nạo vét lòng biển ấy, dọn lòng biển để sau này là những chiếc tàu lớn có thể cập vào cảng này đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, xa xa kia là những con tàu đánh cá đó, và những con tàu hàng đang cập cảng đấy các bạn ơi. Kia là tàu container to chưa các bạn ơi? Một chiếc tàu kia mới cập xong mà. Còn chiếc kia thì đi ra này các bạn ơi. Chiếc cầu tàu kia coi như là đã đầy container chất hàng lên để xuất cảng rồi các bạn ạ. Còn chiếc này thì vào để cẩu lên, mình cũng không biết là hàng gì bởi vì là nó ở xa mình hơn. Vâng các bạn ơi, đây là những tàu đánh cá. Họ vào để bảo dưỡng đấy các bạn ạ. Họ vào đậu đây để bảo dưỡng các bạn ơi. Buổi sáng cuối tuần nhàn rỗi ra đây ngắm cảng biển các bạn ạ. Cũng thấy vui. Nghe tiếng các anh máy múc đang nạo vét lòng biển cũng vui các bạn ơi. Thứ bảy mà vẫn làm tăng ca các bạn ạ. Trời, hôm nay anh ấy múc ở mãi ngoài xa kia rồi các bạn ạ. Hôm bữa trước thì múc